Xin chào bạn nha. Thì video ngày hôm nay mình muốn tâm sự với các bạn một tí về cái vấn đề mà chất trợ hàng mà mình đăng cái video mấy ngày trước nha bạn. Thì có một số các bạn đã comment cho mình, để lại những comment rất là tiêu cực nha bạn. Nói là quay video mà không chỉ người ta mua chất trợ hàng ở đâu mà cũng làm như thế nào, như vậy cũng đăng video, mong bạn đừng làm video nữa. Rồi cũng có comment là nói mình là giấu giếm này kia, tại sao không có chỉ cho các bạn này kia nha bạn. Thì mình đọc một số comment cũng thấy hơi buồn, nhưng mà ok, thì để video ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn nguyên nhân vì sao mình không chỉ các bạn cũng về cái chất trợ hàng tự pha các bạn. Đó, về chất này để giải đáp những cái câu hỏi cũng như những cái bức xúc mà bữa giờ các bạn để xem video để lại cho mình. Thì lúc đầu mình cũng nói là mình chỉ test thôi, mình coi thử công dụng nó có hiệu quả hay không. Thì mình cũng nghĩ là lúc đầu cũng pha để mình kiểm tra thử, nếu nó ok thì mình cũng chia sẻ. Nhưng mà trong quá trình mình có tìm hiểu thì mình thấy nó rất là độc hại, cho nên mình nghĩ thôi, mình sẽ không làm video để chia sẻ cho các bạn nha bạn. Rồi ok. Thì cái chất trợ hàng này á, mình làm này các bạn, thì mình làm từ mình lấy từ một ít của cái chai OK màu hồng của Thái Lan nha bạn, và một vỏ pin nha bạn. Thì mình chỉ dùng một vỏ pin, mình đã test rồi. Thì đối với cái vỏ pin mà nó làm cái loại chất thép hay là niken gì nó rất là cứng như này thì mình sẽ không có làm được nha bạn. Nó sẽ không tan trong cái hỗn hợp acid mà của cái chai OK á các bạn đổ vào. Chỉ có tác dụng đối với những quả pin mà cái vỏ nó mềm nha bạn, cái vỏ nó làm bằng kẽm. Rồi thì sau quá trình mình tìm hiểu thì cái chai màu hồng OK này á, nó khá là độc hại nha các bạn. Nhà sản xuất đưa những cái thông báo cảnh cáo cho cái người sử dụng, nhưng mà mình thấy nó độc quá. Rồi ok, thì các bạn theo chân mình để tìm hiểu về cái thông số của cái chai màu hồng OK của Thái Lan như thế nào nha các bạn. Ok, thì đây mình đã để OK, thì mình cùng với các bạn sẽ đi tìm hiểu về những cái thông số của cái sản phẩm chai màu hồng của Thái Lan nha các bạn. Thì nó có công dụng là tẩy rửa cực mạnh, không chỉ tẩy sạch mà vết bẩn cứng đầu, vết ố, rồi hoàn toàn tiêu diệt các loại vi khuẩn. Thì cái phần công dụng của nó chỉ có mấy dòng thôi. Nhưng các bạn nhìn xuống dưới này, dòng lưu ý thận trọng khi sử dụng của nhà sản xuất nha bạn, là không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Không sử dụng nếu bạn không có thể trạng tốt. Không sử dụng với các chất tẩy rửa khác. Không trộn với các chất tẩy rửa cống đặc. Các sản phẩm có tính axit giấm rượu, khí độc hại được tạo ra và có nguy hiểm, và vui lòng sử dụng găng tay và khẩu trang khi sử dụng nha bạn, là không tiếp xúc với da này, không hít trực tiếp này, rồi cẩn thận không để chất lỏng vào mắt, da hay là quần áo này. Xin lưu ý rằng những nếu giữ chặt thành hộp và mở nắp mà chất lỏng có thể bắn ra ngoài. Rất là nhiều những cái điều lưu ý thận trọng mà bên sản xuất họ để cảnh báo cho người sử dụng nha các bạn.
để bạn đọc giúp mình xem nó như thế nào. Đó. Và lý do một phần mà mình không có đăng video để hướng dẫn cho các bạn tạo ra cái chất trợ hàng nha các bạn. Các bạn đọc giúp mình nha. Rồi ok, đây là sản phẩm chất tẩy rửa chai màu hồng của Thái Lan nha. Rồi, tiếp theo. Cái đây đây, tiếp theo về cái thành phần ở trong quả pin nó có độc hay không, nó có hại hay không thì các bạn xem bài viết mà mình đã cốp từ trên mạng xuống nhé bạn, với tiêu đề là xin đừng vứt pin bừa bãi, của Tài nguyên và Môi trường, với đăng vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 nhé bạn. Rồi thì về thành phần của nó, pin đã qua sử dụng khiến cho con người phải đau đầu về xử lý chúng, bởi lẽ pin thải không phải là loại rác thông thường, nó chứa rất là nhiều hóa chất độc hại cho sức khỏe. Pin không thể vứt vào thùng rác cùng với các loại rác thải khác mà còn được thu gom và xử lý riêng. Đó. Rồi, nếu không được phân loại tiêu hủy đúng quy trình sẽ trở thành mối nguy hại của môi trường và sức khỏe con người. Trong pin thường có các loại kim loại nặng như là chì, thủy ngân, cadmium và thạch tín, vân vân. Đều là những chất cực độc nguy hiểm cho não, thận, tim và các khả năng sinh sản của con người. Thì bản chất của pin được cấu tạo từ những cái vật cái chất kim loại nặng nha các bạn, chì, thủy ngân, thạch tín rồi vân vân, nó là chất cực độc đó nha bạn. Đó. Rồi, pin có chứa rất nhiều chất độc hại nên cần phải phân loại đúng cách. Lượng thủy ngân trong một viên pin rất lớn. Khi lượng thủy ngân từ pin thấm vào nguồn nước, xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống hoặc là hít thở, thủy ngân sẽ gây hại cho não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch. Thì bài viết này khuyến cáo mình á, khi sử dụng những quả pin mà đã hết điện á, thì các bạn gom vào một cái thùng, một cái hộp gì đó bỏ riêng ra với cái những loại rác sinh hoạt nha bạn, để góp phần tạo nên một cái hệ sinh thái môi trường xanh nha bạn. Theo bạn thấy đấy, trong quả pin có cái hàm lượng thủy ngân rất là lớn. Nếu bạn dùng kìm á, các bạn mổ ngay cái đầu để các bạn lấy cái vỏ pin và các bạn tạo ra cái chất trợ hàn, thì khi mà các bạn đâm cái đầu kìm vào á, lủng lỗ vào thì thủy ngân nó sẽ bay ra, thì người nào hít vào, người nào tiếp xúc đầu tiên chính là các bạn chứ không phải ai nhé bạn. Thì thủy ngân cực kỳ là độc hại đối với cơ thể của mình. Chưa hết nha bạn, trong vỏ pin nó sẽ bám một phần nào đó của chì, thạch tín. Thì thạch tín các bạn xem những cái bộ phim mà kiếm hiệp Trung Quốc á, người ta hay dùng để hại độc á các bạn. Nó rất là nguy hiểm, cho nên các bạn cân nhắc về cái vấn đề mà các bạn tự tạo ra chất trợ hàn từ sản phẩm tẩy rửa kết hợp với vỏ quả pin nha các bạn. Rồi, chì có trong pin có thể gây rối loạn hoặc là ngưng các cái phản ứng sinh hóa diễn ra bình thường trong cơ thể. Nó gây còi xương, chậm lớn ở trẻ, huyết áp cao đối với người lớn, tổn hại máu và xương, vân vân, rất là nhiều thứ độc hại. Còn có một cái hợp chất Kadimi, các bạn xem giúp mình. Các bạn suy nghĩ đi, nếu bạn mà không cẩn thận á, nó mà dính vào da, nó sẽ có tính ăn mòn. Thứ hai nữa, khi mà tiếp xúc trực tiếp vào những cái mô da của mình á, nó sẽ đi dần dần vào cơ thể, thì cơ thể của mình sẽ bị nhiễm kim loại nặng nha các bạn. Rồi, chưa kể những khi mà các bạn làm việc á, cái chất trợ hàn này bất cẩn á, mà con nhỏ nó rờ tới, nó làm ngã rồi nó chạm vào rồi nó bỏ vào miệng rồi nó múp á, thì cái chất trợ hàn của bạn sẽ trở thành một chất độc rất là nguy hiểm cho đối với những trẻ em cũng như con cái các bạn. Cho nên đây là một video làm sáng tỏ lý do vì sao mà mình không có quyết định đăng video tiếp theo để mình chỉ cho các bạn, và cũng như là nói về cái vấn đề
mua sản phẩm ở đâu. Đó. Thì vô tình cái video trước á, mình chỉ là test cái nước trợ hàng này nó có hiệu quả hay không. Thì tình cờ mình cảm thấy cái người của mình đó bạn, khi mà hít vào cái chất đó nó làm mình nhức đầu nè, khó thở nè, với cái cảm giác là buồn nôn nha bạn. Mình thấy rất là kỳ, nó ủa mình đang bình thường mà có gì đâu mà sao làm hồi chiều về á, cảm thấy có cái biểu tượng đó nha các bạn, nó rõ luôn. Cho nên mình quyết định là mình lên mạng mình nghiên cứu thử về cái hợp chất của cái chất tẩy rửa cũng như là thành phần ở trong quả pin nó như thế nào đó. Thì mình thấy được, mình gom lại những kiến thức ở trên mạng thì mình thấy quá độc, cho nên thôi không có chia sẻ để ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn cũng như là người thân trong gia đình của các bạn. Để giải đáp thắc mắc của bạn lâu nay xem video trước của mình á về chất trợ hàng á, thì đây là video mình gửi gắm tới các bạn. Thì cũng như những anh chị em nào á mà có chia sẻ cái gì về liên quan tới hóa học hóa chất á, thì cũng nên là nghiên cứu một xíu, nếu mà nó độc hại thì thôi đừng đăng lên, nó mất công người những cái người mà người ta ít có thời gian người ta nghiên cứu á, rồi người ta bắt chước làm theo, ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, thì mình không nên cái vậy. Giờ các bạn nói mình ích kỷ này kia, giấu giếm này kia, sao mà không có chỉ, cũng không có chỉ chỗ làm cũng như là chỗ mua chất trợ hàng, rồi đăng video làm gì này kia nọ nha bạn. Ok thì mình ích kỷ nhưng mà mình bảo vệ cái phần sức khỏe của bạn thì ok, không sao cả. Rồi, có thể mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn có yêu thương ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh cũng như like share cho mọi người cùng biết, cũng như là mở chuông để nhận được những video mới nhất hay ho hấp dẫn nhất mình đăng lên YouTube nha bạn. Ok, xin chào bạn nha, cảm ơn bạn nhiều.